Rồi bữa cơm thường ngày của người dân miền Tây cũng thường xuất hiện những món rau xào. Mỗi bữa là một loại rau được kết hợp xào chung với tép, thịt hay ớt. Món xào có rất nhiều kiểu, nhiều cách kết hợp nguyên liệu, để dù cho có ăn hoài những món xào thì cũng không bao giờ biết ngán. Ngó sen vừa trắng vừa giòn, đem xào với tép là tròn vị quê. Kêu là món ăn quê thì cứ tưởng nó đơn điệu và nghèo nàn lắm, nhưng không phải. Món ăn quê miền Tây nói chung và món xào miền Tây nói riêng luôn có những món ăn chất lượng và bổ dưỡng, ngon lành, thể hiện cho sự phong phú của sản vật miền sông nước. Món ngó sen xào tép chỉ có nguyên liệu đơn giản là ngó sen và mớ tép ngon là đủ. Bắt chảo lên bếp, phi tỏi cho vàng thơm thì bỏ tép vô xào săn lại. Khi tép chuyển qua màu đỏ au là đã chín. Lúc này mới bỏ phần ngó sen đã chẻ và cắt khúc vô xào chung. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Lẹ lắm, chừng vài phút là ngó sen cũng vừa chín tới. Coi rắc thêm hành lá cho thơm, rồi rin chảo xuống. Rút đồ ăn ra dĩa, rắc thêm miếng tiêu xay là dọn lên bữa cơm. Tuy đơn giản nhưng mà chất lượng. Ngó sen xào tép có thể chấm chung với nước mắm hay nước tương sắc ớt đều hợp. Khi thưởng thức món này, người ta sẽ cảm nhận được cái giòn và cái ngọt thanh thanh của ngó sen kết hợp chung với cái ngọt ngào của con tép đồng. Tuy dân dã mà ngon lành, ngọt mát và làm kích thích vị giác, khiến cho cả nhà cứ say sưa gấp gấp, chấm chấm, ăn mãi mê mà vẫn còn thấy thòm thèm. Mấy thứ tép sông con lớn nhỏ lộn xộn vậy chứ giòn ngon, đặc biệt nên đem xào với thứ rau gì cũng hợp. Mấy bữa trước, chị hai lội mương đi cắt môn ngứa về làm dưa. Nay khạp dưa môn cũng vừa chua tới, sẵn đi chợ mua về được mớ tép ngon. Vậy là sửa soạn nguyên liệu là món dưa môn xào tép chua ngọt đậm đà để ăn cơm là bắt lắm. Sau khi phi tỏi cho thơm mới trút tép vô xào, cho tới khi chín đỏ thì tiếp tục bỏ dưa môn vô xào chung. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Dưa môn khi vừa chua thì có thể ăn liền được, nên khi xào chỉ cần xào lẹ qua để dưa vẫn giữ được độ giòn và có vị chua đặc trưng. Dưa môn xào tép mà chấm với nước tương thì hợp lắm. Vị tép ngọt, vị dưa môn chua chua giòn giòn, nước tương thì mặn mặn cay cay. Những mùi vị này khi kết hợp với nhau tạo nên cái đậm đà, ngon miệng và bắt cơm lắm. Hình như thứ rau, thứ trái nào khi kết hợp xào chung với tép thì cũng đều ngon hơn và ngọt hơn rất nhiều lần. Dưa hương xào tép cũng chính là một món ăn góp mặt vô trong danh sách đó. Dưa hương chính là trái dưa hấu còn non. Dưa sẽ được gọt vỏ, chẻ ra rồi xắt thành miếng dưa ăn. Tép xào món này có thể để vỏ hay lột vỏ đều ngon. Món ăn vẫn còn đang ở trên bếp và bốc khói nóng thơm phức, thì ở ngoài này, khi hít hà được mùi thơm, thì bụng già cả nhà đã kêu réo muốn được thưởng thức món ngon rồi đó. Con tép được xào chín tới nên giòn và dẻ chắc. Miếng dưa hương cũng giòn giòn và ngọt thanh thanh nhẹ nhàng. Tép ngọt, dưa hương cũng ngọt, gia vị nêm nếm thì vừa miệng. Bởi vậy mà món ăn khi được thưởng thức sẽ cảm nhận được sự đậm đà và cái ngọt lành của hai thứ sản vật thân quen nơi miền quê sông nước. Ngoài con tép thì con ớt đồng mà đem xào chung với các loại rau cũng hợp lắm. Ra sau vườn, hái vô mớ rau cần nước non mướt, đem lặt rửa sạch sẽ
thì cắt thành khúc vừa ăn. Xào thịt ớt cho tới khi vừa chín thì bỏ rau cần nước vô. Xào nhanh tay cho tới khi rau sọp lại, chín tái thì trút ra dĩa, rắc thêm tiêu xay cho thơm. Rót thêm dĩa nước tương dầm ớt nữa là có liền món đơn giản mà chất lượng, để mấy chú mấy anh ngồi lai rai sau một ngày làm việc mệt nhọc. Rau cần nước khi ăn sống thì giòn và có vị hơi hăng hăng một xíu, khi nấu canh thì thanh mát. Còn khi đem xào thịt ớt thì thấm gia vị nên đậm đà và có hậu ngọt. Ngon tới nỗi người ta cứ gấp tới hết dĩa hồi nào hổng hay. Thịt ếch đồng khi ăn có vị dai ngon và ngọt tự nhiên, nên khi nó kết hợp cùng với các thứ rau củ có vị hơi hăng hay nồng một chút xíu thì tuy mùi vị có chút tương phản nhưng mà hợp rơ và ngon tới hổng ngờ. Và món thịt ếch xào với củ kiệu chính là một món ăn ngon lành như vậy. Củ kiệu đem đi xào sẽ được lạc bớt lá, tùy theo ý thích của gia đình mà có thể chừa lại phần rễ kiểu để khi ăn sẽ nồng và thơm hơn. Củ kiệu khi xào chung với thịt ớt thì cũng chỉ cần vừa chín tái là được. Như vậy thì sẽ giữ được độ giòn đặc trưng của món ăn này. Gấp đũa củ kiệu chấm vô nước tương rồi thưởng thức là sẽ cảm nhận được cái vị giòn lăn tăn ở trong miệng. Cắn dồn miếng củ kiệu là cả khoang miệng được lan tỏa cái vị nồng thơm và hơi hăng nhẹ, nhưng động lại vị ngon, khiến người ta không thể ngừng đũa được. Phải công nhận rằng, quê hương miền Tây có hàng hà sa số các loại rau ngon, và thứ rau nào đem xào cũng đậm đà hợp vị. Mùa mưa về là cái cách sau nhà lại trổ lá non tươi mơn mởn, vậy là người nhà quê lại bẻ vô một mớ, đem lặt rồi rửa cho sạch sẽ, xác nhỏ ra thì đem xào chung với thịt bò là có liền món thịt bò xào lát cách, đúng điệu món ngon miền Tây quê mình. Món này khi ăn là sẽ cảm nhận được cái mềm của thịt bò qua chung với một chút hăng hăng nhẫn nhẫn của lát cách. Ai mà chưa ăn thì ban đầu sẽ thấy lạ lắm, nhưng khi ghiền rồi là cứ thèm hoài cái mùi vị của thứ lát cách mọc dại nơi vườn quê. Ngoài lát cách, thịt bò mà đem xào với bông mướp thì vị ngọt mềm của thịt bò hòa chung với cái ngọt thanh tao và một chút bùi bùi của bông mướp sẽ khiến cho vị giác của con người như đi từ hết bất ngờ này cho tới bất ngờ khác. Sẽ có người biểu rằng, gì chứ bông mướp xào thôi mà, có gì mà khen ngon dữ vậy. Nhưng với những người con miền Tây sẽ hiểu, khi thưởng thức món bông mướp xào, ngoài vị ngọt ngon của món ăn, người ta sẽ cảm nhận được cái vị ngọt lành của xứ vườn quê hương, cái vị ngọt lành của thành quả của người nông dân quanh năm cấy cày ngoài ruộng rẫy. Nếu như bông mướp xào thì ăn bùi bùi khỏi chê, thì trái mướp xào sẽ đem tới vị ngọt thanh tao, để những ai khi ăn rồi là sẽ nhớ hoài mùi vị của món quê này. Trái mướp sẽ tùy theo ý thích của từng nhà mà được gọt vỏ hay cạo vỏ, rửa sạch rồi cắt thành miếng cho vừa ăn. Lông gà lông vịt thì mần rửa, chà muối cho sạch sẽ, sau đó cắt thành miếng, cái mề vịt thì sắc bông cho đẹp. Sau đó ướp vô lòng gia vị và hành tỏi cho thơm. Nhúng lửa phi hành tỏi thì bỏ lòng vô xào chín,
Sau đó mới bỏ phần mướp đã sắc hồi đầu vô, nêm nếm gia vị lại lần nữa. Khi mướp vừa chín tới thì nêm thêm hành lá sắc khúc, rồi trút ra dĩa là có thể thưởng thức được rồi đó. Vì chứ lòng gà lòng vịt mà đem xào mướp thì hợp rơ dữ lắm mà ngang. Món lòng xào béo béo, miếng mướp xào ngọt thanh và vẫn giữ được độ giòn. Hai thứ nguyên liệu này được thấm kỹ gia vị nêm nếm nên đậm đà. Bữa nào má làm món này thì cả nhà thi nhau bới cơm tới mỏi tay chứ không giỡn. Cũng là xào với lòng, nhưng món dưa cải xào dồi trường sẽ đem tới vị giòn ngon, đậm đà và chua ngọt. Ăn cơm cũng ngon mà làm mồi cho mấy ông lai rai cũng khoái lắm. Dồi trường đem rửa sạch rồi cắt thành khúc vừa ăn. Dưa cải thì mua nguyên cây ở ngoài chợ đem về, đem tước bẹ ra rồi cũng sắc thành khúc. Phi tỏi cho vàng, bỏ dồi trường vô xào là gây kích thích từ mùi thơm cho tới cái âm thanh xèo xèo đầy hấp dẫn. Nêm nếm gia vị, chế thêm một xíu nước để dồi trường được chín kỹ thì mới bỏ dưa cải vô. Xào thêm chừng 5-7 phút nữa cho dưa cải thấm vị thì múc ra dĩa, rắc thêm miếng tiêu xay rồi dọn ăn cơm cùng với nước mắm hay nước tương gì cũng hợp. Món này là sự tổng hợp của hai thứ nguyên liệu đều có vị giòn với nhau. Dồi trường dù đã xào chín kỹ nhưng nhai giòn lăn tăn ở trong miệng, thêm miếng dưa cải chua chua mà giòn rụm. Hai thứ nguyên liệu này mà kết hợp với nhau vừa ngon lại vừa kích thích vị giác nữa. Những món xào có thể dọn ăn chung với món canh, món kho hay món chiên gì cũng hợp. Hay đơn giản chỉ một món xào thôi, nhưng có đủ vừa rau, vừa tép hay thịt. Chỉ đơn giản vậy thôi là đủ đầy cho bữa cơm nhà sum họp. Đây là những món ăn thường bữa, là những hương vị mà đa phần người miền Tây đều biết, đều thấy thân quen và đều gắn bó với ký ức tuổi thơ, cùng bữa cơm nhà bên cha, bên mẹ, cùng gia đình thân thương của mình. Đặc sản quê hương không cần phải là cái gì đao to, búa lớn hay dữ dằn dữ dội. Đặc sản chỉ đơn giản là những món ăn đi cùng năm tháng, là những mùi vị thân quen nuôi lớn đời ta. Như ai đó đã từng nói rằng, món ăn ngon chỉ đơn giản là những món mà mẹ nấu cho chúng ta ăn từ những ngày còn nhỏ, là món ăn tuổi thơ, là món ăn được nấu lên từ những thứ rau trái, cá tép gần gũi với cuộc sống đời thường. Một ơ kho quẹt, một tô canh tạp tàng, một dĩa mắm kho hay một dĩa rau xào với tép mẹ nấu bữa chiều quê. Những món ăn đơn giản thôi, nhưng cũng có khi vì mãi mê buồn bà nơi xứ lạ mà ta chưa từng một lần được nếm lại. Thương nhớ biết chừng nào.